Trải qua nhiều thăng trầm, quá trình di cư đã tạo nên nét văn hóa của người Chăm Nam Bộ mang nhiều bản sắc đặc trưng riêng so với cộng đồng Chăm vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Không có những điệu múa dừa dàng, uyển chuyển, những bữa tiệc văn nghệ của đồng bào Chăm nơi đây đều xoay quanh tiếng trống Rappana. Chúng ta thấy đối với Rappana, mặc dù người Chăm ở Nam Bộ, người Chăm ở An Giang và người Chăm ở các địa phương khác thuộc vùng Nam Bộ vốn là người Chăm có nguồn gốc từ miền Trung di cư vào. Nhưng chúng ta thấy trống Rappana và trống Bờ Nưng không hoàn toàn giống nhau. Không hoàn toàn giống nhau về mặt cấu trúc, cũng như là không hoàn toàn giống nhau về mặt âm điệu, cũng như là cách chơi. Cho nên nói là Rappana là có gốc từ cái vùng người Chăm ở miền Trung mà người Chăm Nam Bộ mang vào thì rất là không có cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu về nguồn gốc Rappana thì chúng tôi thấy rằng là Rappana của người Chăm Nam Bộ có nhiều điểm giống với Rappana của người Mã Lai, người Melayu ở Malaysia và ở Indonesia. Tương tự với cái bộ nhạc cụ Rappana thì chúng tôi cũng thấy cái bộ nhạc cụ này đối với cộng đồng Chăm ở Campuchia. Tất nhiên là nó sẽ không xa lạ đối với người Chăm ở Nam Bộ và người Chăm ở Campuchia vốn là cộng đồng cư dân có nguồn gốc từ miền Trung di cư vào. Nhưng đã có một cái thời gian hơn 300 năm liên tục có những mối quan hệ với nhau do cái quan hệ văn hóa xuyên biên giới giữa người Chăm Nam Bộ và người Chăm ở Campuchia, kể cả người Chăm ở nơi khác. Cho nên việc xuất hiện bộ Rappana của người Chăm ở Campuchia giống với Rappana của người Chăm ở Việt Nam, Nam Bộ thì tôi cho rằng là cũng không có gì xa lạ. Và chắc chắn Rappana này có từ một nơi khác, và chắc chắn nó phải có từ xứ sở Islam. Bởi vì chúng ta thấy rằng là Rappana được sử dụng ở xứ sở Ả Rập. Nhiều cái dân tộc ở vùng Trung Đông, ở vùng Ả Rập sử dụng cái những nhạc cụ giống như bộ Rappana của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cũng thấy cái bộ nhạc cụ này được sử dụng ở Indonesia và Malaysia. Và chúng ta cũng thấy cái bộ nhạc cụ này được sử dụng ở Ấn Độ, đặc biệt là đối với cộng đồng Hồi giáo Ấn Độ. Thì như vậy thì tôi cho rằng nguồn gốc Rappana của người Chăm Nam Bộ chắc chắn thiên về những nơi mà chúng ta vừa nói. Theo ghi chép của một số nhà nghiên cứu về văn hóa Chăm, nền âm nhạc Chăm ở An Giang bắt nguồn từ tiếng trống. Tiếng trống chính là cội nguồn để âm nhạc hình thành và phát triển với những điệu hò, ve, làn điệu ru êm. Mặc dù có những đặc điểm gần giống với trống Bờ Nưng của người Chăm vùng duyên hải Nam Trung Bộ về hình dáng, song trống Rappana của người Chăm vùng Nam Bộ lại mang ý nghĩa biểu diễn khác so với trống Bờ Nưng. 30 năm trước thì cá nhân tôi trong những dịp đi công tác, đi nghiên cứu ở vùng người Chăm Nam Bộ, cụ thể ở An Giang, thì chúng tôi thấy rằng là hầu như là các chăm á, các làng Chăm ở An Giang đều còn sử dụng bộ nhạc cụ Rappana. Đặc biệt đối với cộng đồng Chăm ở Lama, cộng đồng Chăm ở Mubarak hoặc là cộng đồng Chăm ở Châu Giang, Châu Phong vẫn còn sử dụng bộ nhạc cụ này trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và những sinh hoạt trong cái chầm á, trong thánh đường. Và tôi thấy rằng những sinh hoạt này hết sức đặc biệt, và người ta cũng có những sinh hoạt sử dụng Rappana trong những dịp
lễ hội của cộng đồng. Trong những sinh hoạt mang tính trang trọng của cộng đồng, hoặc là có những sinh hoạt phục vụ cho đám cưới, đám hỏi của cộng đồng. Những lúc như thế, tôi thấy rằng là người Chăm đã sử dụng, và cũng có rất nhiều nhóm Kompulan còn sử dụng được bộ nhạc cụ này. Và trong ghi chép của chúng tôi đấy, thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều bài hát được hát ngâm trong việc sử dụng cái nhạc cụ Rappana. Và những bài hát đó được ghi chép lại bằng chữ Chăm Javi hoặc là bằng chữ Javi Melayu. Cho đến hiện nay thì những cái ghi chép đó nó cũng đang có những thất thoát, và việc sử dụng Rappana nó thưa dần. Thậm chí trong những dịp lễ hội mà có giá trị giới thiệu về văn hóa Chăm, chúng tôi thấy Rappana cũng xuất hiện, nhưng mà hầu như những người biểu diễn Rappana, những nghệ nhân Rappana, nghệ sĩ Rappana hầu như không còn. Và những người mà chúng tôi biết là hiện nay còn sống thì cũng phải 70-80 tuổi. Cho nên là trong những năm gần đây, khi trở về với làng Chăm An Giang, trở về với vùng Chăm Nam Bộ, thì gần như người Chăm không còn chơi Rappana nữa, không còn biểu diễn Rappana nữa, mà thỉnh thoảng trong những ngày văn hóa dân tộc Chăm, người ta có mang cái bộ Rappana này ra cũng chỉ để triển lãm, cũng chỉ để giới thiệu, chứ thực sự chưa có những cái biểu diễn mang tính bài bản, hoặc là có những cái không khí biểu diễn Rappana như mà cách đây hơn 20 năm, 30 năm chúng tôi đã từng tham gia, đã từng tiếp xúc, đã từng thưởng thức, chiêm ngưỡng. Thật là rất tiếc. Hoạt động, sinh hoạt, văn hóa, âm nhạc Rappana rất đặc biệt, rất giá trị, như là một di sản văn hóa dân tộc độc đáo, nó đang có nguy cơ biến mất. Trống Rappana được làm bằng cách khoét lộ thân các loại danh mộc như giáng hương, mung, có tuổi đời từ 100 năm trở lên. Mặt trống làm bằng da dê già, niềng thân trống bằng dây mây rừng. Âm thanh trống hay hay dở là do niềng và cằn trống. Trống Rappana chỉ dành cho nam giới chơi vào những ngày lễ Tết. Khi chơi trống, người chơi phải ngồi thành vòng bán nguyệt. Đội đồng ca cũng là người chơi trống, cất vang những bài hát ca ngợi về tình mẹ cha, tình yêu quê hương đất nước và lời răn dạy. Trước dòng chảy của thời gian và sự tiếp nhận của nền âm nhạc hiện đại, nhiều năm trở lại đây, số người biết chơi Rappana dừng ít hơn, và người biết chơi tác cũng chỉ còn vài nghệ nhân cao tuổi ở rải rác các xóm Chăm. Vì thế, loại nhạc cụ này đang dừng đứng trước nguy cơ mai một. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy âm nhạc, nhạc cụ truyền thống của cộng đồng người Chăm, cần nuôi dưỡng được nền âm nhạc đó trong cộng đồng, động viên lớp trẻ tìm hiểu, học hỏi, rèn luyện âm nhạc của dân tộc mình.